Xin chào quý vị và các bạn. Những cơn mưa rào và dông liên tục xuất hiện tại các tỉnh miền Bắc trong những ngày gần đây sẽ còn tiếp diễn trong sáng sớm nay với tâm mưa ở khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Nền nhiệt độ lúc này vì thế sẽ còn mát mẻ với nhiệt độ từ 23 cho tới 26 độ. Càng về trưa thì hình thế gây mưa sẽ suy yếu dần nên mưa cũng giảm hẳn trên khu vực này. Trong ngày trời còn có lúc giảm mây và hửng nắng. Nhiệt độ theo đó sẽ có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất phổ biến trên 30 độ. Một số nơi do yếu tố địa hình còn trên 33 độ nên cảm giác hơi oi nóng vào một vài tiếng giữa trưa. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho ngày làm việc đầu tuần. Đến chiều tối, những đám mây dông lại có khả năng phát triển và gây mưa trở lại cho các tỉnh khu vực phía Bắc. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật nên người dân cần chú ý để tránh những ảnh hưởng xấu do thời tiết mang lại. Với các tỉnh miền Trung, mưa cũng giảm đi trên khu vực, chỉ còn xảy ra rải rác ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm nay. Còn ban ngày thì trời có nắng nhiều hơn và nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ tại rải đất miền Trung sẽ phổ biến trong khoảng trên 31 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây do còn chịu kết hợp thêm cả hiệu ứng phơn khô nóng, nhiệt độ có thể lên tới trên 34-35 độ, trời nắng nóng vào khoảng trưa chiều. Với các tỉnh phía Nam, sau hơn nửa tháng hiện hữu thì gió mùa Tây Nam tại đây chính thức mang mùa mưa cho các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia về thời tiết thì gió Tây Nam đang có quá trình giảm dần về cường độ. Do vậy, mặc dù mưa vẫn diễn ra nhưng thời gian mưa thì sẽ lùi hẳn về chiều tối và đêm chứ không kéo dài cả ngày. Dự báo chiều tối và đêm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa dông. Trong cơn dông, bà con cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Tuy nhiên, trước khi xảy ra mưa thì cả hai khu vực này đều có nắng. Riêng với Nam Bộ, nắng gắt hơn nên nhiệt độ tại đây cũng cao hơn, phổ biến từ 33 cho tới 34 độ. Trong khi đó, tại Tây Nguyên, khắp nơi sẽ đều dưới 33 độ nên trời khá mát mẻ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong 24 giờ tới, toàn bộ khu vực Biển Đông bao gồm hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục thịnh hành gió Nam đến Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình yếu. Sóng biển vì thế không cao, phổ biến từ 1 đến 2 mét, biển ổn định. Ngoại trừ vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông là sẽ xuất hiện nhiều mây đối lưu, còn các khu vực khác thời tiết phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng. Do vậy, các phương tiện tàu thuyền đều có thể yên tâm hoạt động bình thường. Như vậy là trong hôm nay tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước, nơi nào cũng được đưa ra cảnh báo có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể kèm theo sấm sét, mưa đá cùng gió giật mạnh. Đây đều là các hiện tượng thời tiết vô cùng nguy hiểm, có thể gây tử vong cho người dân. Do vậy, chúng ta cần chú ý để có những biện pháp phòng tránh mưa dông, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa gió gây ra. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 30 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày đầu tuần may mắn và hạnh phúc. Thank you.